Hello, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ làm một video về chủ đề Chuan Hero. Sau đây Chuan Hero và khám phá các map ở trong game. Sau đây sẽ ghi được game chơi Ivory Chu. Ok, mời quý vị đón xem. Ok, đấy. Let's go. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. My mother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Cô bé này đi bắt. Ok. Tiền, mình sẽ tìm xem cái gì để chặt xuống ở đây. Chặt. Có thể đường xuống sẽ đi xuống. Ok, tiếp theo đây có một cái map, mình sẽ cần cái map này chú hai rồi. Ở đây quả mình sẽ cho anh ta để cho anh ta đuổi. Anh ta đã đi. Mình sẽ mở cửa. À, đây rồi. Nhanh lên. Mình sẽ đưa các vị đến cái mắt đầu tiên. Bây giờ phải xem. Đây không? Ô, thì ta đuổi mình. Mở ra. Không gì. Người ta là sao quá. Con này chỉ là toàn xeo. Khu này toàn xeo. Đây, skin. Tiếp theo đây quăng quăng hai ta sẽ bị chóa. Ôi cái lên người đâu rồi, sẽ vào đường vũ. Ra đường vũ ôi hai ta vô. Ôi chết đầu rồi, mình có một cái lên người đâu. Wow, bay xa quá. Tiếp theo mình sẽ dạy quý vị để mắt tôi nhé. Jake, help me out of here, please. Mình sẽ lấy cốt. Ok, ở đây mình sẽ đi tìm một chút. Mình sẽ trèo lên trên này. Đây đây.
chúng ta đâu. Kia. Mình chôn người ta cho người ta lên trên này. Mình sẽ nhảy xuống. Ngay xuống. Ta đâu? Mày khoan tay xuống. Tiếp theo. Móc. Đây thế này. Mình sẽ nhảy xuống. Yeah. Sẽ lên được quý vị đến được pháp tiếp theo. Jay, help me out of here. Mình có con pet này, nó chạy cho mình luôn. Tiếp theo mình sẽ được gặp lại các bạn đấy trong tiếp theo. Ok, mèo, đeo. Từ đây. Hết, mình có mèo chạy theo. Wow. Ôi, hắn đang thấy mình rồi. Gì?
Đây mình sẽ phải được kim. Mình sẽ ra băng thấy tàn mặt cho tàn toàn. Alo. Mình sẽ quăng nha. Xem qua hình thành choáng. Cắt đây. Để cái bàn đấy. Ủa, tại đồ mình sao? Quá phụ tôi, có phụ tôi. Chào. Nhỏ của mình thôi. Ủa, hắn ta, chạy, chạy, chạy. Đóng cửa anh. Chạy. Em đã được quý vị khám phá hết các bạn trong game này. Thôi vì sao mình đến đây kết thúc ở mười sáu kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.